Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Biên đích Amity nâng cấp phong cách xe độ Retro. Ares Design có trụ sở đặt tại Modena, một cái sân độ nổi tiếng tại Ý với những cái chiếc xe độc quyền. Mới đây họ đã bất ngờ cho ra cộng đồng Pimer nêu khi ý tưởng một mẫu xe hoàn thiện và quy trình chuyển đổi một phiên bản đặc biên đích Amity độ thành một cái chiếc xe độ Retro. Chuyên gia độ xe của Ý Ares đã trình bày phiên bản mới nhất của mình với cái tên gọi Ares Bullis. Sau khi các mẫu Rambler và Cavalier ra mắt, Bullis đã hoàn thành cái mẫu thứ 3 dựa trên biên đích Amity của Ares, giới hạn đúng 25 chiếc cho đích thân anh ta chế tạo. Quá trình chuyển đổi thành một cái chiếc xe Retro bắt đầu cái chắn bùng trước được rút ngắn lại, dẫn qua một cái mẫu càng nhỏ bám vào ống xả 2:2 hoàn toàn mới, kết hợp cùng với phía sau là một cái bộ phát trắng cho biển số, tích hợp cái đèn tín hiệu trông vô cùng đơn giản. Bản đồ Bullis ở dùm cái đèn pha tròn LED ẩn sau một cái bộ quay làm bằng LED Zigger. Đặt ngoài ra còn có một cái nắp bình xăng cổ điển. Vẻ ngoài cổ điển còn được hiện qua một cái phần ốp đuôi sau in solo. Tất cả bộ phận này đều ở dùng đúc từ sợi carbon. Ngay vị trí được thay đổi ghi đồng dip-on nhằm hạ thấp trọng tâm xe, đúng phong cách đặc trưng của cặp Pacer. Và phần yên cũng được nâng cao thêm 4cm để đảm bảo vị trí ngồi thể thao hơn. Ngoài ra còn có bộ phận giảm sóc mới có thể được điều chỉnh hoàn toàn, giúp khả năng vận hành ổn định hơn trước khá nhiều. Trên cái phần tay lái có một cái cụm đồng hồ tốc độ analog. Màn hình bổ sung thêm cái biển số đóng một vai trò trung tâm thông tin mới. Cái động cơ Boxer 1170cc vẫn được giữ nguyên về mặt kỹ thuật. Chỉ có hộp gió ngay trung tâm được thay bằng cái lọc trụ. Và để có thể một cái nhìn là cổ điển hơn, cái bộ động cơ được trang bị cái bộ mới với thiết kế đầu tròn. Và tổng cộng đúng 25 chiếc phiên bản độ Ares Bullis. Khách hàng quan tâm có thể đặt hàng và 2 tháng tới thì giao hàng. Giá cái sản phẩm này theo yêu cầu và có thể tùy chỉnh thêm nhiều đồ chơi nữa. Winner 1:10 đơn giản hơn, tông màu đen ngắm. Kể từ khi ra mắt, chiếc Winner 1:10 hôm nay đã có một chỗ đứng khá vững trong lòng thị trường và cũng như là mục tiêu yêu thích của nhiều tay đam mê độ chế. Một khoảng thời gian gần đây cũng có rất nhiều bản đồ được ra đời từ dòng xe này, dọn từ đơn giản hàm hố theo cách mọi người, dẫn chứng là chiếc Winner đầu tiên đến từ Baker Nha Trang. Xem tổng thể, ta thấy cái con chiếc mã Winner vẫn giữ nguyên một cánh nguyên thủy, cái tông màu đen nhám mang nét đẹp sang trọng hàm hố, cái mặt nạ với biển số trước phong cách của Indo. Tiếp đến đèn chờ sáng L4 được gắn vị trí khá là mỹ. Thùng giữa cấp 3 được trang bị, chức năng chính của nó là chứa những món đồ chơi và tạo một khoảng trống rất rộng. Bên cạnh đó thì thùng cấp 3 này còn được tích hợp thêm ổ khóa cũng khá an toàn. Cái gù Rizuma lắp đầy khoảng trống thô sơ hai bên lái. Chèn chân nguyên thủy trở nên nổi bật hơn, mâm đúc được sơn là màu đỏ, hệ thống phanh sau, phanh trước và sau được nâng cấp nhẹ nhàng với đĩa gaffer. Lốp máy tạo điểm nhấn, chế viền lốp nhiều màu sắc. Bên cạnh đó thì ống nước Samco và Sport cũng giúp giảm nhiệt tốt hơn cho bệnh hơn. Cái giảm sóc rét đeo bình dầu rời được dán cái tem Holin, các chân được tích hợp thêm chống đổ. Ống xả độ âm thanh nó quy lực, tê tái hơn rất nhiều. Bản độ đơn giản đến từ Baker Nha Trang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên tiếp nhớ like, subscribe.